Tại vì cái lượng nhiều quá, anh hiểu không? Cái lần nước mà mình thay một ngày á thì nó rất là nhiều. Đó mình thay nước mà nó nhiều quá thì bioga này nó giảm được một nhiều. Nhưng mà xử lý nó cũng không kỳ kỳ ấy. Tại vì nếu mà mình đi chung thì nó có nhiều lắm. Ao thì mình ao 500 đến sao, 500 đến 0 đến sao, nhưng mà một ngàn thì có 1.000. Rồi một ống là để xi phong ra đây này. Rồi một ống thay nước ra đây này. Là bán được ống gì đó.